Trong mọi phi vụ, con mồi nào điểm yếu càng lớn. Em có thấy con gà nào mà sách có túi hiệu cả tỷ bạc không? Nếu như có ý định cưa cẩm tôi á, thì nên bỏ đi. Tôi không thích phi công. Thì đó là con mồi càng ngon. Trước khi lừa đảo, mày phải hiểu một thứ. Ấn tượng ban đầu. Anh biết tiếng Trung không? Tại vì em bị yếu tiếng Trung á. Yếu tiếng Trung là trúng tiếng yêu á. Bộ não sẽ hình thành ấn tượng chỉ trong 1/10 giây. Yeah. Trong vòng 60 giây tiếp theo, não sẽ đưa ra phán đoán. Mày là ai? Anh là ai vậy? Tôi là bảo vệ. Đúng rồi, đội trưởng đội bảo vệ. Vị trí trực của anh ở đâu? Sân thượng. Sân thượng làm gì có ai trên đó mà trực? Bởi vậy buồn quá tôi mới xuống đây. Mày muốn vô nhóm hả? Cũng được. Trả lại cái bốp cho mọi người đi. Ado. Sao? Tìm được điểm yếu chưa? Ham rẻ, chợ búa. Mấu chốt ở đây là họ thiếu kinh nghiệm du lịch. Chào mừng mọi người đến với Safari. Trước mặt mọi người là bộ tộc Hu Ba Bi, còn tồn tại duy nhất trong khu rừng này. Hiện nay họ đã sống bằng nghề săn bắt và hái lượm. Ông Hu như này rồi nó rắn vậy. Mọi người làm ơn thả tim cho sao chạy thoát đất thổ dân này nghe chưa? Tết này nhớ mua giấy cà phê nữa. Sao cảm ơn, I love you bạc. Thứ 6 tuần trước đứa nào massage cho mày? Là em Hương, làm rất tốt. Còn mày ai làm? Thằng Hùng Dâu. Mẹ, nó bị khối mồm.